các bạn. Tên em là Nguyễn Hữu Anh Khoa, học sinh lớp 4B, trường tiểu học Thanh Lãng A, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Hòa chung với không khí thi đua học tập và rèn luyện, cùng với cuộc thi video clip thiếu nhi các dân tộc khác quốc ca tại địa chỉ đó, em yêu Tổ quốc Việt Nam. Cô trò liên đội trường tiểu học Thanh Lãng A háo hức đi tìm địa chỉ đó, và địa chỉ đó hôm nay chính là phủ Nguyễn Duy Thủy. Thờ danh nhân Nguyễn Duy Thủy, ông Đỗ Tiến sĩ năm ông 27 tuổi, được triều đình Lê Trịnh trọng dụng, suốt 50 năm làm quan. Ông lần lượt được thăng chức từ tham tụng, thượng thư bộ lại, có những chức quan ngang ngàn tể tướng giúp chúa Trịnh điều hành mọi công việc trong phủ chúa. Sau khi ông mất, phủ đường nơi ông làm việc khi về quê, nhân dân làm nơi hương đang thờ phụng tưởng nhớ công lao của ông. Hôm nay, chúng em rất vinh dự và tự hào đứng dưới lá cờ Tổ quốc hát vang bài quốc ca, một giai điệu hào hùng của dân tộc Việt Nam.